bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Lắng nghe quyển sách Enzyme và giải mã bí mật về tuổi thọ. Tác giả tiến sĩ Trịnh Xuân Đức. Đơn vị ủy thác bản quyền. Tác giả Trịnh Xuân Đức. Giọng đọc Sơn Long. Lời nói đầu trong suốt hàng ngàn năm con người đã không ngừng khám phá ước mơ về sự trường sinh bất tử khám phá này không chỉ được thể hiện trong các truyền thuyết tâm linh phi thực tế mà còn qua những nỗ lực của các nhà khoa học để tìm kiếm các dược liệu tuy nhiên dù đã dành nhiều thập kỷ nghiên cứu con người vẫn chưa thể thoát khỏi cõi chết thậm chí ngày nay chúng ta đối mặt với nhiều căn bệnh nan y và nguy hiểm khiến cái chết có thể ập đến bất kỳ ai vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng ta đã thất bại trước sự tàn phá của bản thân, thất bại trước quy luật vòng đời của con người. Điều này xảy ra vì không có gì tồn tại vĩnh cửu. Thậm chí một ngày nào đó, thậm chí cả hành tinh chúng ta cũng có thể biến mất khỏi vũ trụ. Các nghiên cứu thực tế đã chứng minh rằng, tuổi thọ sinh học tối đa của con người là 120 năm. Tuổi thọ này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như di chuyển, chế độ tập luyện, và thể dục thể thao. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất là sự hiện diện của enzyme trong cơ thể mỗi người. Khi enzyme cạn kiệt, cái chết đang đến gần. Nói cách khác, không có enzyme, không có cuộc sống. Mỗi người từ khi sinh ra đã có một lượng enzyme gốc cố định tồn tại trong cơ thể. Các enzyme này sau đó biến đổi thành nhiều loại enzyme khác nhau trong quá trình hoạt động của cơ thể, phục vụ như xúc tác cho các quá trình phản ứng sinh học. Nếu chúng ta ví cơ thể là chiếc điện thoại thì enzyme là những cục pin. Cuốn sách Enzyme và giải mã bí mật về tuổi thọ là một tác phẩm trong bộ sách Enzyme của tiến sĩ Trịnh Xuân Đức được xuất bản bởi nhà xuất bản dân trí và công ty Tinh Văn. Trong cuốn sách này, tác giả muốn thông qua việc nghiên cứu về enzyme giới thiệu mối liên hệ giữa tuổi thọ con người và enzyme tác giả tập trung vào cách sử dụng enzyme một cách hiệu quả và tiết kiệm nhằm kéo dài tuổi thọ và duy trì một cuộc sống khỏe mạnh. Cuốn sách có thể được coi là một tài liệu tham khảo hữu ích cho những người quan tâm đến sức khỏe và tuổi thọ của con người. Cuộc sống của con người ngày càng phát triển. Điều này dẫn đến sự quan tâm và nghiên cứu về việc kéo dài tuổi thọ và duy trì sự sống lâu nhất có thể. Các nhà khoa học đã tiến hành nhiều nghiên cứu và áp dụng các công trình nghiên cứu này. So với tổ tiên, tuổi thọ của con người đã được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, mong muốn sống lâu hơn vẫn chưa bao giờ ngừng. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO năm 2019, biên tập bởi Richard Sibunkis, tuổi thọ trung bình trên toàn thế giới đã tăng từ 66,5 lên 72 tuổi, trong khi tuổi thọ khỏe mạnh, tức là số năm một người sống một cách khỏe mạnh, đã tăng từ 58,5 tuổi vào năm 2000 lên 63,3 tuổi vào năm 2016. Có nhiều phương pháp để kéo dài tuổi thọ, trong đó việc duy trì và tăng cường enzyme trong cơ thể đóng vai trò quan trọng. Enzyme là một loại protein gồm nhiều chuỗi axit amin liên kết với nhau. Chất này hiện diện trong tất cả các tế bào sống từ thực vật đến động vật và có nhiều tác dụng quan trọng đối với sức khỏe, bao gồm cung cấp năng lượng cho tế bào, thúc đẩy sự tiêu hóa thức ăn, kích thích hoạt động não bộ và duy trì hệ miễn dịch. Enzyme cũng có khả năng ngăn chặn các hóa chất độc gây ung thư và làm giảm tác động của ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, enzyme còn liên quan đến quá trình tổng hợp chất béo, đồng thời cũng giúp duy trì sự phát triển và khỏe mạnh của da và tóc. Khi khả năng tổng hợp chất béo của con người giảm, da trở nên nhạy cảm, dễ bị mụn và có nguy cơ mắc ung thư da cũng như gây rụng tóc. Sau nhiều năm nghiên cứu về vai trò và tác dụng của enzyme đối với tuổi thọ con người, Tiến sĩ Trịnh Xuân Đức đã quyết định xuất bản cuốn sách Enzyme và giải mã bí mật về tuổi thọ. Cuốn sách này chứa đựng những kiến thức và kinh nghiệm mà tác giả muốn chia sẻ với mọi người để giúp họ bảo vệ sức khỏe và kéo dài tuổi thọ bằng cách tránh làm tổn hại đến enzyme cũng như cung cấp các giải pháp để bổ sung enzyme trong cơ thể. Mỗi phần trong sách gồm những bài viết ngắn và dễ hiểu nhằm giúp công chúng tiếp cận nội dung một cách dễ dàng nhất cuốn sách Enzyme và giải mã bí mật về tuổi thọ đặt trong một lĩnh vực khoa học công nghệ sinh học mới. Enzyme mang đến những hiểu biết mới về nguồn gốc sự sống và tuổi thọ của con người. Tác giả đã phân tích những vấn đề này từ góc nhìn khoa học Enzyme giúp người đọc khám phá một cách mới mẻ về bản thân và tuổi thọ của mình. Cuốn sách cung cấp các chỉ dẫn quan trọng để mỗi người hiểu rõ vị trí của mình trong hành trình tuổi thọ và tìm hiểu cách cân bằng việc sử dụng enzyme một cách hợp lý. Điều này giúp đảm bảo một cuộc sống khỏe mạnh và thú vị, nơi mà chúng ta có thể tận hưởng những niềm vui và thành tựu trong suốt quãng đời. Nhân đây, tôi xin gửi lời chúc mừng tới tiến sĩ Trịnh Xuân Đức đã hoàn thành cuốn sách quý giá này đến tay các độc giả. Tôi chúc ông sẽ luôn khỏe mạnh và tiếp tục sáng tạo nhiều tác phẩm có ích khác, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của chúng ta. Trân trọng! 26 tháng 2 năm 2024 Nhà thơ Đặng Thiên Sơn Hết lời nói đầu Bạn đang nghe sách nói tại Voice Chương 1 Nhận thức mới về nguồn gốc sự sống và vai trò của Enzyme Học thuyết Darwin và các lỗ hổng khoa học Quá trình nghiên cứu về nguồn gốc các loài đã là một cuộc hành trình dài và phức tạp trong lịch sử khoa học từ thời cổ đại con người đã tỏ ra quan tâm đến việc tìm hiểu về nguồn gốc và sự đa dạng của các loài trên trái đất trong văn hóa cổ đại các tín đồ nhà tư tưởng và nhà thiên văn học đã đưa ra những ý kiến và giả thuyết về nguồn gốc và sự đa dạng của các loài ví dụ trong hy lạp cổ đại aristotle đã đề xuất ý tưởng về một hệ thống phân loại tự nhiên dựa trên các đặc điểm chung giữa các loài. Thời Trung Cổ và Đại Tây Dương, các nhà thám hiểm và nhà khảo cổ học đã bắt đầu thu thập các mẫu vật từ các vùng đất mới khám phá. Điều này đặt nền tảng cho việc phân loại và mô tả các loài mới, nhưng chưa có một lý thuyết hoàn chỉnh về nguồn gốc và sự tiến hóa. Thế kỷ 18, sự ra đời của lý thuyết tiến hóa trước Charles Darwin, một số nhà khoa học đã đưa ra những giả thuyết về tiến hóa và nguồn gốc của các loài. Người nổi tiếng nhất là Jean-Baptiste Lamarck, người đề xuất ý tưởng về sự thay đổi di truyền và sự phát triển dần dần của các loài qua các thế hệ. Ông đã giới thiệu khái niệm về quy tắc sử dụng và không sử dụng, mà theo đó các đặc điểm sử dụng thường được phát triển trong quá trình cuộc sống và được truyền cho thế hệ kế tiếp. Charles Darwin và cuốn sách Nguồn gốc các loài năm 1859. Trong cuốn sách này, Charles Darwin trình bày ý tưởng về tiến hóa và chọn lọc tự nhiên như một cơ chế chính để giải thích nguồn gốc và sự đa dạng của các loài ông cho rằng các loài không được tạo ra riêng lẻ mà xuất phát từ một tổ tiên chung và tiến hóa theo thời gian ý tưởng này đặt nền móng cho lý thuyết tiến hóa hiện đại và có tác động sâu sắc đến lĩnh vực sinh học và khoa học tự nhiên nói chung cuốn sách nguồn gốc các loài đã tạo ra một cuộc cách mạng trong suy nghĩ khoa học và gây ra nhiều tranh cãi và phản đối từ các phần tử truyền thống trong xã hội và các cơ sở giáo dục. Các cuộc tranh cãi nhiều thập kỷ qua về học thuyết của Darwin bao gồm tranh cãi về tiến hóa và tôn giáo. Ý tưởng tiến hóa, đặc biệt là khi áp dụng vào người, đã gây tranh cãi với quan điểm tôn giáo truyền thống. Một số người cho rằng học thuyết Darwin xung đột với quan điểm sáng tạo của tôn giáo và xem nó là một sự phủ định của sự tạo dựng của Chúa. Tranh cãi về bằng chứng và thiếu sót của lý thuyết. Mặc dù lý thuyết tiến hóa của Darwin đã được chứng minh và phát triển từ thời điểm ông công bố, nhưng vẫn có những tranh cãi xoay quanh bằng chứng và lỗ hổng của lý thuyết. Một số nhà khoa học đã đưa ra các đối luận về bằng chứng thiếu ổn định hoặc không rõ ràng và còn nhiều khía cạnh chưa được giải thích một cách đầy đủ trong lĩnh vực tiến hóa. Tranh cãi về di truyền và sự thay đổi tiếp tục. Tranh cãi xoay quanh di truyền và cơ chế thay đổi di truyền đã nổi lên trong suốt thế kỷ 20. Trước khi kiến thức về di truyền phân tử phát triển, có những câu hỏi và tranh luận về cơ chế cụ thể mà các tính chất di truyền được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Một số nhà khoa học đã đề xuất các giả thuyết khác nhau như di truyền Lamarckian theo nhà khoa học Jean-Baptiste Lamarck hoặc di truyền tổ hợp theo nhà khoa học Gregor Manner, tranh cãi về mức độ và tốc độ của tiến hóa. Trong học thuyết Darwin, tốc độ và mức độ tiến hóa được coi là diễn ra chậm chạp và dần dần qua hàng triệu năm. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, có những tranh luận về mức độ và tốc độ của tiến hóa, bao gồm cả các giai đoạn tiến hóa nhanh, ví dụ tiến hóa nhanh sau sự kiện tuyệt chủng, và một số quá trình tiến hóa được cho là xảy ra trong thời gian ngắn hơn so với những suy nghĩ ban đầu tranh cãi về hợp lý và thụ động của tiến hóa. Một số tranh luận đã nêu ra rằng học thuyết của Darwin có vấn đề về tính hợp lý và sự thụ động. Các ý kiến này cho rằng quá trình tiến hóa không chỉ đơn thuần là kết quả của chọn lọc tự nhiên mà còn phụ thuộc vào những yếu tố khác như môi trường, sự tình cờ và quá trình phát triển có tính ngẫu nhiên. Những cuộc tranh cãi này đã thúc đẩy nhiều nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực tiến hóa và sinh học. Khoa học tiến hóa ngày nay đã tích hợp kiến thức về di truyền phân tử, sinh học phát triển và các phương pháp phân tử hiện đại để đưa ra các lý thuyết và giải thích ngày càng chi tiết và toàn diện về nguồn gốc và sự phát triển của các loài. Học thuyết Darwin. Cơ chế tiến hóa. Darwin đã giới thiệu cơ chế chọn lọc tự nhiên như là nguyên tắc chính để giải thích tiến hóa. Ông cho rằng trong một quần thể tồn tại một sự đa dạng di truyền và chỉ những cá thể có sự thích ứng tốt với môi trường mới có khả năng sống sót và truyền đạt các đặc điểm có lợi cho thế hệ tiếp theo. Sự thay đổi trong quần thể. Darwin lập luận rằng các cá thể trong quần thể thường có sự khác biệt về đặc điểm di truyền. Những sự khác biệt này có thể được truyền cho thế hệ tiếp theo, dẫn đến sự biến đổi và tiến hóa của các loài theo thời gian. Sự cạnh tranh. Darwin nhận thấy rằng sự cạnh tranh tồn tại trong tự nhiên, đặc biệt là khi tài nguyên môi trường có hạn. Những cá thể có sự thích ứng tốt hơn sẽ có lợi thế trong việc giành lấy tài nguyên và sinh sản, từ đó góp phần vào quá trình chọn lọc tự nhiên. Sự phân cấp loài. Darwin quan sát thấy rằng các loài không phân bố đồng đều trên toàn cầu, mà thay vào đó, chúng phân cấp thành các hệ thống tự nhiên khác nhau. Ông giải thích rằng quá trình tiến hóa đã tạo ra sự đa dạng loài và sự phân cấp này thông qua quá trình tách rời và thích ứng với môi trường. Sự liên quan giữa các loài, Darwin tìm thấy nhiều tương đồng giữa các loài khác nhau. Ông cho rằng sự tương đồng này có thể được giải thích bằng việc chúng chia sẻ một tổ tiên chung. Darwin đề xuất rằng các loài hiện tại có thể có quan hệ họ hàng và có một tổ tiên chung gần đây hơn trong quá khứ. Ông cho rằng quá trình tiến hóa đã tạo ra sự biến đổi và phân chia các nhóm loài thành các loài riêng biệt, nhưng vẫn có sự tương đồng di chuyển giữa chúng. Darwin cũng đưa ra ví dụ về quá trình phát triển các cơ quan và đặc điểm giữa các loài. Ông cho rằng các loài có thể phát triển các cơ quan và đặc điểm tương tự nhau dựa trên một kế hoạch cơ bản, nhưng với sự biến đổi và thích ứng vào môi trường sống của từng loài. Ví dụ, cánh của chim, vây của cá và cánh tay của người có cấu trúc tương tự nhau, mặc dù chúng đã phát triển trong môi trường và mục đích khác nhau. Darwin cho rằng, sự liên quan giữa các loài có thể được giải thích bằng quá trình tiến hóa và chia sẻ một tổ tiên chung. Ông nhấn mạnh rằng, sự tương đồng giữa các loài không phải chỉ là một sự trùng hợp mà là kết quả của một quá trình tiến hóa phức tạp và có thể được giải thích thông qua cơ chế di truyền và chọn lọc tự nhiên. Darwin giải thích về sự hình thành chất hữu cơ đầu tiên. Thuyết hóa học tiền sinh của Darwin còn được gọi là hóa học tiền sinh prebiotic chemistry mô tả quá trình hình thành chất hữu cơ và tế bào trước khi sự sống xuất hiện trên trái đất ý tưởng chính của thuyết này là rằng các chất hóa học đơn giản có thể tự tạo thành các phần tử phức tạp hơn và cuối cùng hình thành thành phần cơ bản của các hệ thống sống theo thuyết hóa học tiền sinh các chất hữu cơ cơ bản có thể được tạo thành trong môi trường không sống thông qua các quá trình hóa học không cần sự can thiệp của các hệ thống sinh sống. Các yếu tố như nhiệt độ, áp suất, sự có mặt của các nguyên tử và phân tử hóa học phổ biến như nước, mê tan, ammoniac và các hợp chất carbon đơn giản khác có thể tạo ra các phân tử hữu cơ như axit amin, nucleotic và đường ribonucleic. Các phân tử hữu cơ này có khả năng tự tập hợp thành cấu trúc phức tạp hơn thông qua quá trình tự lắng động, self-assembly, và quá trình tự sao chép, dần dần các phân tử này có thể hình thành các hệ thống có khả năng sao chép thông qua cơ chế di truyền thông qua thế hệ tiếp theo quá trình này tiếp tục tiến triển và sau một thời gian các hệ thống hóa học phức tạp hơn bắt đầu có khả năng tổ chức thành các cấu trúc tế bào đơn giản các cấu trúc tế bào sơ khai này có thể có khả năng tổ chức và thực hiện các chức năng cơ bản của sự sống như sao chép di truyền và chuyển hóa năng lượng các lỗ hổng đang chống lại học thuyết của Darwin. Hiệu quả của chọn lọc tự nhiên. Một số nhà khoa học cho rằng, giải thích của Darwin về chọn lọc tự nhiên là không đủ để giải thích một số tính năng phức tạp trong tự nhiên. Ví dụ, sự phát triển của các cơ quan phức tạp như mắt, hệ thần kinh và cấu trúc xương vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp đầy đủ. Bước tiến đột phá, Darwin không cung cấp được một giải thích cụ thể về cơ chế và quá trình diễn ra của các bước tiến đột phá trong tiến hóa trong đó các loài mới được hình thành từ một tổ tiên chung cụ thể quá trình hình thành các cấu trúc phức tạp và tính năng mới không được rõ ràng thiếu bằng chứng về các bước trung gian một số bước trung gian trong quá trình tiến hóa như sự chuyển tiếp từ một loài sang loài khác vẫn còn thiếu bằng chứng cụ thể các hóa thạch và bằng chứng di truyền chỉ ra một hình ảnh mờ nhạt về những bước trung gian này cơ chế phát triển Darwin không đề cập chi tiết đến cơ chế phát triển của các cấu trúc phức tạp trong quá trình tiến hóa. Sự phát triển và hiện thực hóa các thay đổi di truyền trong thế hệ tiếp theo vẫn còn là một lĩnh vực nghiên cứu sâu rộng và còn nhiều bí ẩn chưa được giải đáp. Nguồn gốc sống Mặc dù Darwin giới thiệu các nguyên tắc chung về nguồn gốc sự sống, nhưng không có lý thuyết cụ thể và chính xác về cách sự sống đã bắt đầu từ các hợp chất hóa học không sống sự đa dạng di truyền. Darwin chưa có khả năng giải thích một cách chính xác sự xuất hiện và duy trì sự đa dạng di truyền trong các quần thể. Ông đã giải thích về sự biến đổi và chọn lọc tự nhiên, nhưng chưa hiểu rõ về cơ chế di truyền và việc giữ được sự đa dạng gen trong quần thể. Mất quần thể trung gian. Học thuyết Darwin chủ yếu tập trung vào sự biến đổi theo thời gian dài trong một quần thể, nhưng chưa có giải thích cụ thể về các quần thể trung gian đã mất đi hoặc không tiếp tục tồn tại. Sự tuyệt chủng và mất quần thể trung gian không được đề cập rõ ràng trong học thuyết của ông. Sự hỗn loạn trong bản sắc di truyền. Darwin không hiểu được sự hỗn loạn với biến đổi trong bản sắc di truyền. Ông không có kiến thức về di truyền học và cơ chế gen. Do đó không thể giải thích một cách chính xác về sự thay đổi và đa dạng trong bản sắc di truyền. Bản sắc và môi trường Darwin chưa thảo luận đủ về vai trò của môi trường trong sự phát triển và thay đổi của các loài. Ông tập trung chủ yếu vào tác động của chọn lọc tự nhiên mà không xem xét rõ ràng tác động của môi trường vật lý và sinh thái lên quá trình tiến hóa. Thiếu sót quan trọng trong thuyết tiến hóa của Darwin là enzyme. Charles Darwin không có kiến thức về enzyme trong thời đại của ông và không xem xét vai trò của chúng trong quá trình tiến hóa. Enzyme là các chất điều tiết sinh học quan trọng trong cơ thể sống, có khả năng catalyze các phản ứng hóa học trong cơ thể. Chúng giúp tăng tốc độ các phản ứng sinh học và cho phép các quá trình diễn ra theo cách hiệu quả hơn. Vai trò của enzyme trong quá trình tiến hóa là một khía cạnh quan trọng mà Darwin đã bỏ qua. Enzyme đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa và chất xúc tác cho các phản ứng sinh học cần thiết để sinh tồn và phát triển của các loài. Chúng có thể cung cấp lợi thế tiến hóa bằng cách tăng cường hiệu suất chuyển đổi năng lượng và sự tương tác giữa các phần tử trong cơ thể. Các giả thuyết về sự hình thành sự sống trên trái đất Gần đây, các nhà khoa học đã chứng minh rằng loài người đã tồn tại trên trái đất từ cách đây 3,7 triệu năm. Từ giai đoạn ban đầu cho đến ngày nay, con người luôn nỗ lực không ngừng để khám phá nguồn gốc và tiến hóa của chính mình. Sự tìm hiểu này đã được định hình rõ ràng qua các thuyết duy tâm của các nhà thần học cổ đại cùng với thuyết duy vật của các nhà triết học cổ xưa từ Hy Lạp, Ấn Độ và Trung Quốc. Dưới đây là một số giả thuyết về sự sống. Thứ nhất, giả thuyết hóa học tiền sinh Prebiotic Chemistry. Giả thuyết này cho rằng sự sống có thể đã phát triển từ các phản ứng hóa học không sống trong một môi trường tiền sinh. Vào những năm 1920 đến năm 1930, Oparin và Handen đã đề xuất rằng trong một môi trường dâu các hợp chất hóa học như những phản ứng hóa học đơn giản trong không khí và nước các chất hữu cơ cơ bản có thể tự tổ chức thành hệ thống phức tạp hơn dẫn đến sự hình thành của sự sống. Thứ hai, giả thuyết thế giới RNA (RNA World Hypothesis) giả thuyết này được Walter Gilbert đề xuất vào năm 1986 cho rằng sự sống ban đầu có thể đã dựa trên RNA thay vì DNA. Theo giả thuyết này, trong một thời gian ngắn sau sự hình thành của trái đất, RNA đã có khả năng chứa thông tin di truyền và thực hiện các chức năng sinh học. RNA có khả năng tự sao chép và tự tổ chức thành cấu trúc phức tạp và từ đó đã trở thành bước đệm cho sự phát triển của các hệ thống di truyền và protein. Thứ ba, giả thuyết Panspermia. Giả thuyết này gợi ý rằng sự sống đã bắt nguồn từ ngoại ô trái đất. Panspermia hóa học được đề xuất bởi Hoyer và Wilhelm Singer vào năm 1970, cho rằng các hợp chất hóa học cần thiết cho sự sống đã được mang đến trái đất qua các thiên thể hoặc vụ nổ sao. Panspermia từ thiên thể được đề xuất bởi Arrhenius vào năm 1903, cho rằng vi sinh vật hoặc hạt nhỏ chứa sự sống đã truyền từ các thiên thể khác đến trái đất thông qua va chạm của thiên thạch hoặc tàn tích sao băng. Thứ tư, giả thuyết sự sống hóa học Chemical Evolution. Vào những năm 1950, Sidney Fox và các nhà nghiên cứu đề xuất giả thuyết sự sống hóa học cho rằng sự sống đã phát triển thông qua các quá trình hóa học phức tạp trên trái đất. Giả thuyết này nhấn mạnh rằng các hợp chất hóa học không sống đã tương tác và tự tổ chức thành các hệ thống tự sao chép và tự phát triển. Các quá trình như sao chép tự động, lắng động tự nhiên và tổ chức tự nhiên đã dẫn đến sự xuất hiện của các phân tử di chuyển đơn giản và cấu trúc sinh học sơ khai, mở đường cho sự tiến hóa và phát triển của sự sống. Thứ năm, giả thuyết khe nhiệt lượng thủy ngân, Hyrothermal Vents, Willa Marlin và Michael Russell vào những năm 1990 đề xuất giả thuyết khe nhiệt lượng thủy ngân là nơi sự sống có thể đã phát triển. Theo giả thuyết này, các khe nhiệt lượng thủy ngân dưới mặt biển nơi có sự tạo ra nhiệt và các chất dinh dưỡng tạo ra môi trường lý tưởng cho vi sinh vật tồn tại. Các hệ thống dòng chảy nhiệt và chất dinh dưỡng tạo ra các điều kiện hóa học phức tạp và thích hợp để các phản ứng sinh học xảy ra, và có thể đã cung cấp một môi trường để các tổ chức sinh học sơ khai phát triển thành các hệ thống sống phức tạp hơn. Thứ sáu, giả thuyết bong bóng, Bubble Theory. Gunther Wasserscheuer vào năm 1988 đề xuất giả thuyết bong bóng cho rằng sự sống có thể đã bắt đầu trong các bong bóng hóa học nằm trên bề mặt đáy biển. Theo giả thuyết này, trong các bong bóng chứa các phản ứng hóa học phức tạp, các chất tự tổ chức và tạo thành cấu trúc tự sao chép. Các bong bóng có thể tạo ra một môi trường bảo vệ và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và tiến hóa của sự sống. Thứ bảy, giả thuyết môi trường lạnh, cold environment theory, được đề xuất bởi Svante Arrhenius vào năm 1908, giả thuyết này cho rằng sự sống có thể đã hình thành trong môi trường lạnh như tuyết và băng. Theo giả thuyết này, các phản ứng hóa học và quá trình tiến hóa có thể diễn ra trong môi trường có nhiệt độ thấp. Các phân tử hữu cơ trong tuyết và băng có khả năng tạo ra môi trường hóa học phức tạp và cung cấp điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của sự sống. Môi trường lạnh có thể bảo vệ các phân tử khỏi sự phân hủy và tạo ra cấu trúc tự tổ chức và di chuyển các giả thuyết trên đưa ra các quan điểm và lập luận riêng về quá trình hình thành sự sống và nguồn gốc của các loài trên trái đất tuy nhiên vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có đủ bằng chứng để xác định chính xác quá trình này các nhà khoa học đang tiếp tục nghiên cứu và thảo luận để hiểu rõ hơn về các quá trình này và tìm kiếm các bằng chứng cụ thể để giải đáp các câu hỏi về nguồn gốc và phát triển của sự sống trên trái đất Thuyết enzyme về sự hình thành sự sống trên trái đất. Giả thuyết enzyme của tiến sĩ Trịnh Xuân Đức, tác giả, đã đề cập đến một lý thuyết được gọi là thuyết enzyme. Theo ông, quá trình hình thành các hợp chất hữu cơ trong cơ thể đòi hỏi sự hiện diện của một chất xúc tác được gọi là enzyme. Những chất xúc tác này có thể là enzyme hữu cơ hoặc enzyme vô cơ, gọi là nano enzyme. Quá trình đầu tiên trong việc hình thành sự sống là sự kết hợp giữa các thành phần vô cơ như carbon, hydro, nitơ, phosphor, oxy và các nanogym tự nhiên đóng vai trò là chất xúc tác để tạo thành các hợp chất hữu cơ, bao gồm cả việc hình thành các enzyme hữu cơ tự nhiên. Tiếp theo, các chất hữu cơ sẽ kết hợp với nhau thông qua sự tác động của các enzyme tự nhiên, tạo thành các loại tế bào, và sau đó các enzyme lại đóng vai trò xúc tác để các tế bào này tương tác và hình thành sự sống. Khi sự sống đã được hình thành, nó tự thiết lập một hệ mã di truyền để các tế bào có thể tự sản xuất các enzyme để kích thích các quá trình sinh hóa và enzyme chính là chất xúc tác quan trọng để tạo, duy trì, sửa chữa và bảo vệ sự sống. Dưới giả thuyết của tác giả, vai trò quan trọng và cốt lõi của enzyme trong quá trình hình thành sự sống ban đầu có thể được nhìn thấy thông qua sự xuất hiện của enzyme vô cơ, nano enzyme. Tiếp theo là enzyme hữu cơ. Do đó quá trình tạo thành sự sống có thể được biểu diễn bằng phương trình sau đây. Bộ gen di truyền hoặc tế bào gốc cộng hệ vi sinh vật cộng enzyme bằng sự sống. Bộ gen di truyền hoặc tế bào gốc đại diện cho sự tiến hóa và đa dạng của các loài thông qua việc truyền gen từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bộ gen là một tập hợp các đơn vị di truyền chứa thông tin về các đặc điểm vật lý, hành vi và tính chất của một cá thể vi sinh vật trong cơ thể con người và các loài khác tạo thành một môi trường phức tạp cho vi khuẩn và virus. Darwin đã nhận thấy rằng sự tồn tại và tương tác của các vi sinh vật trong cơ thể con người có thể đóng góp vào sự khỏe mạnh và sự thích nghi của loài. Enzyme là các protein có tác dụng xúc tác, thúc đẩy quá trình phản ứng sinh hóa diễn ra nhanh chóng trong tất cả các hoạt động của cơ thể. Nó có thể được coi như nhiên liệu cho các quá trình này. Tương tự như xăng đối với xe máy người ta thường nói rằng con người không thể sống một mình và mọi sinh mệnh đều bắt đầu bằng việc sống chung với những sinh mệnh khác chúng ta có khả năng kết nối với các sinh mệnh khác nhờ vào động thực vật và vi sinh vật trên trái đất tất cả các sinh mệnh sống dựa trên lương thực từ những sinh mệnh khác thuật ngữ lương thực không chỉ đơn thuần là thức ăn trong cơ thể chúng ta có vô số sinh mệnh như vi khuẩn đang tồn tại cùng chúng ta nếu không có những sinh mệnh đó, chúng ta sẽ không thể sống được nổi một ngày. Vậy nên, sự tồn tại của chúng ta phụ thuộc vào ba yếu tố chính: gen, vi sinh vật và enzyme. Đây là một nhận thức mới về nguồn gốc của sự sống. Dựa trên cơ sở này, các nhà khoa học đã bắt đầu tập trung nghiên cứu các loại thực phẩm và nước uống chứa nhiều enzyme nhằm cải thiện sức khỏe và kéo dài tuổi thọ con người. Hơn nữa, mỗi tế bào trong cơ thể con người gồm hơn 60 triệu tế bào đều là một sinh mệnh mang theo gen di truyền ADN. Chúng ta có thể coi mỗi con người là một tập hợp của 37,6 nghìn tỷ tế bào và vô số vi khuẩn. Thực tế là để duy trì sức khỏe, vô số sinh mệnh đang cùng nhau giao tiếp liên tục hay còn được hiểu là trao đổi thông tin trong cơ thể con người. Các vi sinh vật trong cơ thể giao tiếp với gen di truyền trong tế bào. Nếu các cuộc giao tiếp này không diễn ra, thì làm sao cơ thể có thể quyết định Đâu là những enzyme cần thiết trong hàng ngàn loại enzyme và làm sao truyền thông tin và sản xuất đúng số lượng enzyme cần thiết? Điều đó sẽ xảy ra nhờ sự trao đổi thông tin giữa vi khuẩn trong đường ruột và gen di truyền trong cơ thể. Enzyme, vi sinh vật bao gồm các vi khuẩn trong đường ruột và gen di truyền, nhờ sự giao tiếp của ba bên này, hệ miễn dịch hoạt động một cách hiệu quả và đảm bảo sức khỏe của con người. Trong các yếu tố cấu thành cơ thể con người, nước chiếm tỷ lệ lớn nhất, lên đến 70% trọng lượng cơ thể. Không chỉ là các cơ quan nội tạng trong tế bào, mà thậm chí là da, những phần luôn khiến chúng ta cảm thấy khô ráo cũng chứa đầy nước. Cuốn nước phong phú này lưu thông trong cơ thể con người thông qua bốn quá trình. Thông qua máu, bạch huyết, thông qua dạ dày, đường ruột, thông qua đường nước tiểu và cuối cùng là thông qua đường hô hấp. Nhờ vào những quá trình lưu thông nước này mà gen, vi sinh vật và enzyme có thể trao đổi thông tin và giao tiếp với nhau. Ngoài ra, có một quá trình lưu thông khác không thuộc trong bốn quá trình lưu thông nước đó là lưu thông không khí. Khí cũng tương tự như enzyme, kỳ diệu. Mặc dù tác động lớn của nó đến cơ thể con người chưa được y học chứng minh, nhưng đã được kiểm chứng thông qua kinh nghiệm thực tế. Trong y học phương Đông, từ hàng ngàn năm trước, đã áp dụng các phương pháp trị liệu dựa trên việc thông khí này. Thực tế, những số liệu lâm sàng này đã chỉ ra rằng Quá trình giao tiếp giữa gen, vi sinh vật và enzyme cùng với các quá trình lưu thông lớn trong cơ thể có tác động qua lại lẫn nhau. Khi cuộc giao tiếp ba bên này diễn ra thuận lợi, các quá trình lưu thông cũng được cải thiện và ngược lại. Khi các quá trình lưu thông diễn ra suôn sẻ, cuộc giao tiếp ba bên cũng trở nên thuận lợi, tức là sức khỏe của cơ thể con người được tăng cường. Cơ thể con người là sự tổ hợp của vô số sinh mệnh và đồng thời cũng là một tập thể chung số phận. Chỉ cần một bộ phận nào đó trên cơ thể bị chuyển biến xấu thì toàn bộ cơ thể sẽ chịu ảnh hưởng xấu theo. Vì vậy từ những quan niệm sơ khai về sự tiến hóa của loài người đến học thuyết Darwin và những nghiên cứu gần đây cho thấy con người luôn quan tâm đến nguồn gốc và sức khỏe của mình. Những nghiên cứu này đã giúp con người hiện đại có cơ sở để điều tiết chế độ ăn uống, tập luyện và nghỉ ngơi để đạt được sức khỏe tốt nhất. Việc nghiên cứu để duy trì tuổi thọ ngày càng tăng trở thành mơ ước của con người. Để thực hiện mơ ước đó, việc bảo tồn và phát triển enzyme trong cơ thể trở nên vô cùng quan trọng. Điều này giúp tăng cường các quá trình chuyển hóa vật chất. Đồng thời tế bào cũng tự điều hòa quá trình chuyển hóa thông qua điều khiển hoạt động của enzyme bằng các chất hoạt hóa hay ức chế. Sự thiếu hụt enzyme trong cơ thể con người sẽ khiến cho sự sống dừng lại. Do đó enzyme đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự tồn tại của chúng ta. Enzyme chất xúc tác sinh học là gì? Enzyme là những chất xúc tác sinh học quan trọng trong các quá trình sinh học. Chúng có khả năng tăng tốc tốc độ các phản ứng hóa học trong cơ thể, đồng thời còn giúp điều chỉnh và kiểm soát các quá trình này. Enzyme được tìm thấy ở hầu hết các sinh vật, từ vi khuẩn, thực vật cho đến động vật và người. Có hai loại chất xúc tác sinh học được biết đến, enzyme hữu cơ và enzyme vô cơ, nanoenzyme. Enzyme, hay enzyme hữu cơ. Enzyme hay còn được gọi là enzyme là một loại chất xúc tác sinh học hữu cơ. Chúng là các protein được tổng hợp bởi các tế bào sống và có khả năng tạo ra tác động sinh học chính xác trong các quá trình sinh hóa. Enzyme thường có khả năng tương tác với các phân tử gọi là chất substrate, biến đổi chúng để tạo ra các sản phẩm phản ứng. Mỗi enzyme thường chỉ tác động lên một loại hoặc một số ít các chất substrate. Cụ thể, enzyme có cấu trúc phức tạp và hoạt động theo nguyên tắc khóa và khớp. Điều này có nghĩa là enzyme tương tác với substrate thông qua các vùng đặc thù trên mặt của chúng, gọi là trung tâm hoạt động. Trung tâm hoạt động có thể nhận diện và tạo ra sự tương tác phù hợp với substrate để thúc đẩy phản ứng sinh hóa. Một khi phản ứng hoàn thành, enzyme có thể được sử dụng lại trong các quá trình sinh học khác. Enzyme đóng vai trò quan trọng trong hầu hết các quá trình sinh hóa trong cơ thể, bao gồm quá trình trao đổi chất, quá trình truyền tín hiệu, quá trình phân giải và tổng hợp các phân tử sinh học và quá trình phân giải chất độc. Chúng có thể tác động lên các phản ứng hóa học như quá trình trái ngược, quá trình trung gian và quá trình trực tiếp. Enzyme đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiêu hóa thức ăn, giúp phân giải các chất béo, carbohydrate và protein thành các thành phần dễ hấp thụ hơn chúng cũng có vai trò quan trọng trong quá trình hô hấp tế bào quá trình sản xuất năng lượng và quá trình phân giải chất độc ngoài ra enzyme còn đóng vai trò quan trọng trong quá trình tái tạo và sửa chữa tế bào quá trình miễn dịch quá trình quang hợp ở thực vật và nhiều quá trình sinh học khác enzyme được đặt tên dựa trên chức năng và loại phản ứng mà chúng tham gia ví dụ enzyme amylase tác động lên các liên kết glycosid trong tinh bột và polysaccharide enzyme lipase tác động lên các liên kết ester trong chất béo và lipid và enzyme protease tác động lên các liên kết peptide trong protein. Các điều kiện môi trường như pH, nhiệt độ và cấu trúc hình học của môi trường cũng ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của enzyme. Một số enzyme hoạt động tốt trong điều kiện axit, trong khi các enzyme khác hoạt động tốt trong điều kiện kiềm. Nhiệt độ cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của enzyme, với một nhiệt độ tối ưu mà enzyme hoạt động hiệu quả nhất cơ chế hoạt động thần kỳ của enzyme là một chìa khóa quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe và hiện nay đã được nhận ra như vậy. Các enzyme cần thiết để duy trì sự sống hàng ngày được hình thành bên trong tế bào của các cơ thể sống. Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu về enzyme, nhưng vẫn còn nhiều khía cạnh chưa được giải đáp. Chúng ta chỉ biết rằng các sinh vật tự sản sinh một lượng lớn enzyme để đáp ứng nhu cầu của cơ thể. Nhưng cơ chế hình thành enzyme trong tế bào vẫn chưa được hiểu rõ mọi hoạt động trong cơ thể từ tiêu hóa hấp thụ đến cử động cơ thể và suy nghĩ đều phụ thuộc vào sự điều khiển của enzyme. Cơ chế hoạt động của enzyme trong cơ thể có thể được biểu thị bằng công thức sau: e cộng s mũi tên es mũi tên p cộng e. Trong công thức này, e đại diện cho enzyme có vai trò như chất xúc tác, s là cơ chất substrate là các hợp chất mà enzyme tác động lên. ES là phức hợp enzyme cơ chất, P là sản phẩm cuối cùng và E là enzyme được tái tạo. Theo công thức trên, cơ chế hoạt động của enzyme trải qua 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là quá trình enzyme kết hợp với cơ chất thông qua liên kết yếu để tạo thành phức hợp enzyme cơ chất ES. Liên kết này không ổn định, đặc biệt là liên kết hydro và dẫn đến sự thay đổi cấu trúc không gian của cơ chất Điều này làm thay đổi động năng và thế năng của cơ chất, làm cho phân tử cơ chất trở nên linh hoạt hơn và dễ dàng tham gia vào phản ứng hóa học. Giai đoạn thứ hai xảy ra khi cơ chất trải qua biến đổi, gây ra sự căng thẳng và phá vỡ các liên kết hóa trị tham gia phản ứng. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn enzyme hoạt động dưới vai trò xúc tác, tạo ra sản phẩm cuối cùng trong quá trình phản ứng. Trong giai đoạn này, enzyme tác động lên cơ chất và gây ra sự chuyển hóa thành sản phẩm còn enzyme được giải phóng và tái sử dụng. Để giải thích tính đặc hiệu của enzyme, nhà hóa học Emmy Fisher đã đưa ra học thuyết khóa, chìa khóa vào năm 1894. Enzyme được coi như một khóa với vị trí liên kết có cấu trúc đặc hiệu. Chỉ có cơ chất đặc hiệu đóng vai trò chìa khóa có cấu trúc không gian phù hợp với miền hoạt động của enzyme. Enzyme có thể tồn tại dưới dạng protein đơn giản hoặc protein phức tạp. Tương tự như các loại protein khác, dựa trên điều này, enzyme thường được phân thành hai nhóm: enzyme một thành phần và enzyme hai thành phần. Enzym một thành phần là các protein đơn giản, trong khi enzyme hai thành phần bao gồm một protein đơn giản và một nhóm không phải là protein. Trong tổng quan về cơ chế hoạt động của enzyme trong cơ thể người và động vật, enzyme đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh và thúc đẩy các quá trình sinh hóa quan trọng, đảm bảo sự hoạt động chính xác và hiệu quả của các chức năng cơ thể, mặc dù vẫn còn nhiều điều chưa được hiểu rõ về cơ chế hình thành và hoạt động của enzyme. Nghiên cứu tiếp tục được thực hiện để mở rộng hiểu biết về vai trò quan trọng của chúng trong sức khỏe và bệnh tật. Cấu trúc của enzyme là khá phức tạp. Hầu hết enzyme có hình dạng cầu hoặc hạt, có khối lượng phân tử lớn, có thể dao động từ 12.000 đan tần đến 1 triệu đan tần hoặc hơn. Kích thước của enzyme thường được đo bằng đơn vị nanomet, các enzyme có kích thước nhỏ, thường trong khoảng từ 2 nanomet đến 10 nanomet. Kích thước chính xác của mỗi enzyme có thể thay đổi tùy thuộc vào cấu trúc và chức năng cụ thể của nó. Enzyme tan trong nước và khi tan, tạo thành dung dịch keo. Chúng cũng có khả năng tan trong dung dịch muối loãng, glycerin và các dung mô hữu cơ có tính chất khác nhau. Tuy nhiên, enzyme không ổn định và dễ bị biến đổi dưới tác động của nhiệt độ cao. Khi bị biến đổi, Enzym sẽ mất đi khả năng xúc tác. Enzym được chia thành hai phần chính: apoenzym và coenzyme. Apoenzym là phần protein của enzym, còn được gọi là protein xúc tác, trong khi coenzyme là phần không phải protein. Coenzyme tham gia trực tiếp vào các phản ứng xúc tác và có vai trò quyết định loại phản ứng và hiệu suất của enzym, đồng thời tăng độ ổn định của apoenzym đối với các yếu tố gây biến đổi. Apoenzym cung cấp khả năng xúc tác cho Coenzyme và đóng vai trò quan trọng trong đặc tính đặc trưng của Enzyme. Nanozyme là gì? Nanozyme hay Enzyme vô cơ chỉ ra sự khác biệt trong nguồn gốc và cấu trúc của Nanozymes so với Enzyme tự nhiên. Nanozymes là các nano vật liệu có hoạt tính xúc tác tương tự như Enzyme. Mặc dù tên gọi của chúng có chữ Enzyme, nhưng Nanozyme không phải là các protein hay RNA tự nhiên như Enzyme. Thay vào đó, nanogems được tạo ra từ các vật liệu vô cơ nhân tạo, chẳng hạn như kim loại hoặc oxit kim loại. Các nanogems có khả năng thực hiện các phản ứng xúc tác giống như enzyme tự nhiên, như oxy hóa, khử, hydrolysis và các phản ứng khác. Điều này cho phép chúng ta có khả năng tác động lên các chất mục tiêu trong môi trường có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như y học, môi trường, công nghiệp và phân tích. Các ưu điểm của nanogems bao gồm sự ổn định hơn so với enzyme tự nhiên, khả năng tổng hợp và tái sử dụng dễ dàng cũng như khả năng điều chỉnh hoạt tính và tính chọn lọc của chúng. Bên cạnh đó, nanozyme thường có chi phí sản xuất thấp hơn so với enzyme tự nhiên và khả năng kết hợp với các công nghệ nano khác tạo ra các ứng dụng đa dạng và tiềm năng trong tương lai. Từ khóa nanozyme được đặt ra vào năm 2007 khi các nghiên cứu về các hạt nano sắt từ nanozyme sắt Bắt đầu được coi là có hoàn tính giống enzyme, kể từ đó các nghiên cứu về nanozymes đã phát triển mạnh mẽ và mở ra những triển vọng lớn trong lĩnh vực khoa học và công nghệ nano. Có bao nhiêu loại nanozymes đã được tạo ra? Theo thông tin trong đoạn văn trích dẫn, có hơn 540 loại nanozyme đã được tổng hợp bởi trên 350 phòng thí nghiệm từ 30 nước trên thế giới. Tuy nhiên, không cung cấp thông tin chi tiết về từng loại nanozyme cụ thể. Số liệu này chỉ mang tính chất tham khảo và có thể đã có sự thay đổi và tăng lên sau thời điểm thông tin được cung cấp. Sự phát triển của nanozim là một lĩnh vực nghiên cứu đang tiếp tục mở rộng và có thể tồn tại nhiều loại nanozim khác nhau với các tính chất và ứng dụng riêng. Các loại nanozim phổ biến Nanozim dựa trên kim loại bao gồm nanozim được tạo ra từ kim loại như nanozim sắt, nanozim vàng, nanozim bạc, nanozim đồng và nhiều kim loại khác. Nanozim dựa trên oxit kim loại, bao gồm nanogyms như nanogym titan, nanogym kẽm oxit, nanogym nhôm oxit và nhiều loại nanogym oxit kim loại khác. Nanogym dựa trên hợp chất carbon, bao gồm nanogym carbon dots, nanogym graphene và các loại nanogym carbon nanotips. Nanogym dựa trên các vật liệu hữu cơ, bao gồm nanogym được tạo ra từ các vật liệu hữu cơ như polymer, peptide và các loại vật liệu sinh học khác nanogym tiêu hóa, nanogym peroxide. Nanogym này có khả năng mô phỏng hoạt tính của enzyme peroxide. Chúng có thể oxy hóa các chất trên cơ sở của hydrogen peroxide và được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng sinh hóa, phân tích và xử lý môi trường. Nanogym oxide. Loại nanogym này có hoạt tính tương tự như enzyme oxide, giúp oxy hóa chất cơ bản như gluco và phenol. Chúng thường được sử dụng trong các ứng dụng y học, kiểm soát thực phẩm và xử lý môi trường. Nanozyme catalase. Các nanozyme catalase có khả năng phân hủy hydrogen peroxide thành nước và oxy. Chúng được sử dụng trong các ứng dụng y tế, chống oxy hóa và làm sạch môi trường. Nanozyme lipase. Loại nanozyme này có hoạt tính tương tự như enzyme lipase, có khả năng phân giải các chất béo và lipid. Chúng có tiềm năng trong các ứng dụng trong thực phẩm và công nghiệp mỡ. Nanozyme protease. NanoGym Protease có khả năng phân hủy các liên kết peptide giúp phân giải protein. Chúng có ứng dụng trong các ứng dụng thực phẩm, y học và xử lý môi trường. Đây chỉ là một số ví dụ về các loại NanoGym được thiết kế để mô phỏng hoạt tính của các enzyme tiêu hóa. Có nhiều loại NanoGym khác nhau với hoạt tính và ứng dụng đa dạng tùy thuộc vào mục đích sử dụng và yêu cầu cụ thể. Cấu trúc của NanoGym Cấu trúc của NanoGym có thể đa dạng và phụ thuộc vào loại vật liệu vô cơ được sử dụng. Tuy nhiên thông thường, nanogym được thiết kế với cấu trúc nano, tức là có kích thước trong khoảng nanomet 10 mũ trừ 9 m. Các kích thước nano giúp tăng diện tích bề mặt so với khối lượng, tạo điều kiện thuận lợi cho tác động và tương tác với các phân tử khác. Ví dụ một số loại nanogym được tạo ra từ các vật liệu vô cơ như kim loại hoặc oxit kim loại, có thể có cấu trúc như hạt nano, nanoros, nanowires hoặc nanomàng cấu trúc này có thể được điều chỉnh và kiểm soát để đạt được các tính chất xúc tác mong muốn. một số nanozym được thiết kế để có cấu trúc hệ thống hơn, trong đó các vật liệu vô cơ được phối hợp với các chất phụ trợ như polymer hoặc lipid. cấu trúc hệ thống này có thể cung cấp tính chất đặc biệt và khả năng tương tác với môi trường và chất mục tiêu. ngoài ra, các nanozym cũng có thể được bao bọc bởi các lớp bảo vệ hoặc chất che phủ để tăng tính ổn định và sự tương tác chọn lọc với chất mục tiêu cơ chế xúc tác của nanozyme, năng lượng xúc tác lấy từ đâu? Nanozyme có cơ chế xúc tác tương tự như enzyme tự nhiên, cho phép chúng thực hiện các phản ứng hóa học một cách hiệu quả. Tuy nhiên, nanozyme không dựa trên năng lượng từ các quá trình sống như enzyme tự nhiên, mà thay vào đó, sử dụng năng lượng từ các quá trình vật lý và hóa học khác. Cơ chế xúc tác của nanozyme có thể phụ thuộc vào loại vật liệu và cấu trúc của chúng. Ví dụ, một số nanozyme được tạo ra từ kim loại như sắt và chúng có khả năng tương tác với chất tham gia phản ứng để tạo ra các tác nhân xúc tác tương tự như enzyme. Các tác nhân xúc tác này có thể tương tác với chất mục tiêu và kích thích phản ứng hóa học cần thiết. Nanogym cũng có thể tận dụng các tính chất lý hóa đặc biệt của vật liệu vô cơ để tạo ra hiệu ứng xúc tác. Ví dụ, Nanogym có thể tạo ra các trạng thái bề mặt đặc biệt, cung cấp các trung gian xúc tác hoặc các trạng thái oxy hóa khử phù hợp để thúc đẩy các phản ứng hóa học. Năng lượng xúc tác của Nanogym Lấy từ các nguồn năng lượng khác nhau trong quá trình xúc tác các nguồn năng lượng này có thể bao gồm năng lượng ánh sáng nhiệt độ điện hoặc năng lượng từ các phản ứng hóa học khác nanogym tận dụng các nguồn năng lượng này để tạo ra các tác nhân xúc tác và kích thích phản ứng hóa học nanogym có thể sử dụng năng lượng từ các quá trình vật lý và hóa học khác để thực hiện hiệu ứng xúc tác dưới đây là một số ví dụ về nguồn năng lượng và quá trình liên quan năng lượng ánh sáng một số nanogym có khả năng hấp thụ ánh sáng và sử dụng năng lượng từ quang phổ điện tử để kích thích các phản ứng xúc tác. Chẳng hạn, các nanozim dựa trên chất quang hợp, thalosianine, porphyrin có thể hấp thụ ánh sáng trong khu vực quang phổ rộng và chuyển đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng xúc tác để kích thích các phản ứng hóa học. Nhiệt độ. Một số nanozim có thể sử dụng nhiệt độ để tạo ra năng lượng xúc tác. Chẳng hạn các nanozim như nano hạt kim loại có thể tương tác với nhiệt độ cao để kích thích phản ứng oxy hóa khử hoặc các phản ứng khác. Điện Một số nanogym có thể sử dụng điện để tạo ra năng lượng xúc tác. Chẳng hạn, các nanogym có khả năng truyền dẫn điện như graphene hay các nano dây kim loại có thể sử dụng dòng điện để tạo ra tác nhân xúc tác và thúc đẩy các phản ứng hóa học. Phản ứng hóa học khác Nanogym cũng có thể sử dụng năng lượng từ các phản ứng hóa học khác để tạo ra hiệu ứng xúc tác. Ví dụ, các phản ứng hóa học như oxy hóa khử, hydrolysis hay các phản ứng chuyển hóa khác có thể cung cấp năng lượng xúc tác cho nanogym để thúc đẩy các phản ứng khác. Các ứng dụng của nanogym đã được thực hiện. Ứng dụng nanogym trong công nghiệp tẩy rửa. Nanogym có khả năng xúc tác các phản ứng tẩy rửa giúp loại bỏ chất bẩn, mảng bám và chất ô nhiễm khác. Chúng có thể được sử dụng trong các quá trình tẩy rửa công nghiệp, bao gồm tẩy rửa bề mặt kim loại, loại bỏ các chất ô nhiễm hữu cơ và làm sạch các thiết bị và khu vực sản xuất. Ứng dụng Nanozyme trong xử lý nước sạch và nước thải. Nanozyme có thể được sử dụng trong các quá trình xử lý nước để loại bỏ chất hữu cơ và vi sinh vật gây bệnh. Chúng có khả năng oxy hóa các chất ô nhiễm và làm sạch nước, cải thiện chất lượng nước sạch và giảm nguy cơ lây nhiễm qua nước. Ngoài ra, Nanozyme cũng có thể được sử dụng trong xử lý nước thải để phân hủy các chất ô nhiễm khó phân giải. Ứng dụng Nanozyme trong xử lý môi trường. Nanozyme có khả năng xúc tác các quá trình khử và oxy hóa giúp phân giải các chất ô nhiễm môi trường. Chúng có thể được sử dụng trong việc xử lý đất ô nhiễm, khử các chất độc hại trong không khí và loại bỏ chất ô nhiễm từ quá trình công nghiệp và sản xuất. Ứng dụng nanogym trong nông nghiệp Nanogym có thể được sử dụng trong nông nghiệp để cải thiện hiệu suất sinh học của các quá trình liên quan đến sự phân giải chất hữu cơ, quá trình chuyển hóa chất dinh dưỡng và quá trình tổng hợp các hợp chất quan trọng. Chúng có thể được sử dụng để tăng cường năng suất cây trồng, kiểm soát sự phát triển của sâu bệnh và giảm việc sử dụng hóa chất trong nông nghiệp ứng dụng nanogym trong công nghiệp thực phẩm nanogym có thể được sử dụng trong công nghiệp thực phẩm để cải thiện quá trình chuyển hóa chất dinh dưỡng quá trình lên men và quá trình tổng hợp các hợp chất quan trọng chúng có thể được sử dụng để cải thiện chất lượng sản phẩm thực phẩm tăng cường hương vị và độ tươi mới và giảm thời gian chế biến ứng dụng nanogym trong y tế nanogym có khả năng phân giải chất độc và thực hiện các chức năng tương tự như enzym tự nhiên trong cơ thể chúng có thể được sử dụng trong y tế để xử lý các vấn đề như viêm nhiễm, tổn thương mô và loại bỏ các chất gây bệnh như vi khuẩn, virus và tế bào ung thư. Ngoài ra, Nanogym cũng có tiềm năng trong chẩn đoán y tế, phát hiện và theo dõi bệnh tật. Ứng dụng Nanogym trong công nghệ Nanogym có thể được sử dụng trong công nghệ để cải thiện hiệu suất các quá trình xúc tác và quá trình hóa học. Chúng có khả năng xúc tác các phản ứng hóa học một cách hiệu quả hơn, tăng tốc quá trình sản xuất và giảm sử dụng chất xúc tác truyền thống. Nanojim cũng có tiềm năng trong việc phát triển các công nghệ mới như công nghệ năng lượng tái tạo và công nghệ vật liệu tiên tiến. Ứng dụng Nanojim trong công nghiệp. Nanojim có thể được sử dụng trong các quá trình công nghiệp để tăng cường hiệu suất quá trình xúc tác, giảm sử dụng các chất xúc tác truyền thống và cải thiện hiệu quả sản xuất. Dưới đây là một số ứng dụng cụ thể của Nanojim trong công nghiệp. Quá trình xúc tác. Nanojim có khả năng xúc tác các phản ứng hóa học trong quá trình sản xuất công nghiệp. Chúng có thể thay thế hoặc tăng cường hiệu suất của các chất xúc tác truyền thống như kim loại quý. Nanogym có kích thước nhỏ, diện tích bề mặt lớn và hoạt tính ổn định giúp cải thiện hiệu suất xúc tác và tiết kiệm nguyên liệu. Quá trình sản xuất vật liệu Nanogym có thể được sử dụng trong quá trình sản xuất vật liệu như nhựa, sợi tổng hợp và composite. Chúng có thể giúp cải thiện quá trình tổng hợp, cung cấp tính chất cơ học tốt hơn và tăng độ bền của vật liệu. Nanogym cũng có thể được sử dụng để tạo ra các vật liệu tự phục hồi có khả năng tự động sửa chữa khi bị hư hỏng. Công nghệ năng lượng tái tạo Nanogym có thể được sử dụng trong các quá trình sản xuất năng lượng tái tạo như điện phân nước và quá trình phản ứng nhiệt. Chúng có khả năng tăng cường hiệu suất quá trình chuyển đổi năng lượng và giảm sử dụng các chất xúc tác đắt tiền hoặc không thân thiện với môi trường. Xử lý chất thải Nanogym có thể được sử dụng trong quá trình xử lý chất thải công nghiệp để phân giải các chất ô nhiễm và làm sạch môi trường. Chúng có khả năng xúc tác quá trình oxy hóa và khử giúp loại bỏ chất ô nhiễm hữu cơ và vi sinh vật gây hại từ chất thải công nghiệp. Công nghệ sạch Nanogym có thể được sử dụng trong các quá trình sản xuất sạch, bao gồm sản xuất bảo vệ môi trường và sản xuất thực phẩm hữu cơ. Enzyme trong cơ thể người và động vật Trong cơ thể người có bao nhiêu loại enzyme? Trong cơ thể con người có hơn 5.000 loại enzyme khác nhau. Các enzyme này thực hiện một loạt các nhiệm vụ quan trọng để duy trì sự sống và hoạt động cơ bản của cơ thể. Mỗi loại enzyme thường có một chức năng cụ thể và tổng cộng chúng thực hiện khoảng 25.000 phản ứng khác nhau. Các loại enzyme trong cơ thể con người bao gồm nhưng không giới hạn các nhóm sau đây. Enzyme tiêu hóa bao gồm enzyme như amylase, lipase và protease có nhiệm vụ phân hủy các chất béo, protein và carbohydrate trong quá trình tiêu hóa. Enzyme trung gian chuyển hóa bao gồm enzyme như dehydrogenase, kinase và phosphatase tham gia vào các con đường chuyển hóa chất trong quá trình trung gian của quá trình chuyển hóa chất. Enzyme sử dụng năng lượng, bao gồm các enzyme như ATP synthase, phosphofructokinase và pyruvate dehydrogenase tham gia vào việc tạo ra và sử dụng năng lượng trong cơ thể. Enzyme miễn dịch, bao gồm enzyme như lysozyme và protease miễn dịch, có nhiệm vụ tiêu diệt vi khuẩn và các tác nhân gây hại khác trong hệ miễn dịch enzyme hormone, bao gồm enzyme như aromatase và 5 alpha reductase tham gia vào quá trình chuyển đổi hormone và điều chỉnh hoạt động nội tiết. Các loại enzyme khác nhau hoạt động trong các vùng khác nhau của cơ thể và có vai trò quan trọng trong nhiều quá trình sinh hóa, bao gồm quá trình tiêu hóa, chuyển hóa chất, sản xuất năng lượng, miễn dịch và điều chỉnh nội tiết. Để hiểu rõ hơn về vai trò của enzyme trong cơ thể người và động vật, ta cần nhìn nhận tổng quan về khái niệm, cấu trúc và tính chất của chúng Enzyme, hay còn được gọi là men, là thuật ngữ chung để chỉ các chất xúc tác sinh học được cấu thành chủ yếu từ protein và được sản xuất bởi các tế bào vi sinh vật. Trên khắp cơ thể con người, động vật và thực vật, hay thậm chí ở bất kỳ môi trường nào có sự tồn tại của sự sống, enzyme đều có mặt. Enzyme tham gia vào tất cả các hoạt động thiết yếu để duy trì sự sống như tổng hợp, phân giải, vận chuyển chất, loại bỏ chất độc và cung cấp năng lượng. Trong cơ thể người, có hai loại enzyme chính: là enzyme tiêu hóa và enzyme chuyển hóa. Enzyme tiêu hóa được tiết ra trong các tuyến nước bọt, dạ dày, tuyến tụy và ruột non để hỗ trợ việc tiêu hóa thức ăn. Trái lại, enzyme chuyển hóa được sản xuất bởi các tế bào và giúp cơ thể tổng hợp và sử dụng năng lượng. Những năng lượng này đóng vai trò cực kỳ quan trọng là yếu tố quyết định khả năng của con người trong việc hít thở, suy nghĩ và di chuyển. Tính chất của enzyme do bản chất của chúng là protein nên bao gồm tất cả các thuộc tính hóa học và vật lý của protein. Hầu hết enzyme có hình dạng cầu và không thể đi qua màng bán thấm do kích thước lớn. Enzyme tan trong nước và các dung môi hữu cơ có tính chất phân cực nhưng không tan trong ete và các dung môi không phân cực. Chúng không ổn định dưới tác động của nhiệt độ và sẽ bị biến đổi ở nhiệt độ cao. Môi trường axit hoặc bazơ cũng làm cho enzyme mất khả năng hoạt động. Enzyme có tính lưỡng tính, tức là tồn tại ở các dạng cation anion hoặc trung hòa điện tùy thuộc vào độ pH của môi trường. Enzyme được chia thành hai nhóm chính: enzyme một cấu tử chỉ chứa protein và enzyme hai cấu tử bao gồm cả protein và các nhóm không phải protein. Trong enzyme hai cấu tử có hai phần là apoenzyme và coenzyme. Các cơ chế chính thấm vào cơ thể bao gồm diffusion. Các enzyme có thể tự nhiên diffusi qua màng tế bào để tiếp xúc với các chất cần xử lý bên trong tế bào transport protein. Một số enzyme cần được vận chuyển qua màng tế bào thông qua các protein vận chuyển đặc hiệu. Các protein vận chuyển này giúp enzyme đi qua màng tế bào mà không làm ảnh hưởng đến cấu trúc và hoạt động của nó. Endocytosis Một số enzyme có thể được tế bào tiếp nhận thông qua quá trình endocytosis. Trong quá trình này, mang tế bào vòng quanh và hấp thụ enzyme từ môi trường bên ngoài vào bên trong tế bào. Cách thức enzyme thấm vào tế bào cụ thể phụ thuộc vào các yếu tố như kích thước của enzyme, tính chất của màng tế bào và quá trình sinh lý cụ thể của tế bào đó. Một số enzyme có khả năng thấm qua màng tế bào một cách tự do, trong khi các enzyme khác có thể cần sự trợ giúp từ các cơ chế vận chuyển hoặc quá trình tế bào học phức tạp hơn. Các enzyme đóng vai trò quan trọng trong sự sống động vật và thực vật. Chúng tham gia vào các quá trình sinh hóa cần thiết để duy trì sự sống, bao gồm quá trình trao đổi chất, phân giải chất, tổng hợp chất, vận chuyển chất và loại bỏ chất độc. Đặc biệt, enzyme tiêu hóa giúp cơ thể phân giải thức ăn thành các chất dinh dưỡng và hấp thụ chúng, trong khi enzyme chuyển hóa tham gia vào quá trình tổng hợp và sử dụng năng lượng. Với vai trò quan trọng này, enzyme đóng góp đáng kể vào hoạt động của cơ thể, bao gồm hít thở, suy nghĩ và di chuyển. Chúng làm nền tảng cho các quá trình sinh hoạt cần thiết để duy trì sự sống và hoạt động của hệ thống cơ thể. Vai trò của enzyme trong cơ thể người và động vật Câu hỏi này đã thu hút sự quan tâm của nhiều người và trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào hiểu biết về vai trò quan trọng của enzyme trong cơ thể con người. Enzyme có vai trò chuyển hóa vật chất và làm xúc tác cho các phản ứng sinh hóa trong tế bào. Sự tồn tại và hoạt động của enzyme trong cơ thể quan trọng đến mức các quá trình chuyển hóa diễn ra với tốc độ nhanh hơn khi có nhiều enzyme. Tế bào có khả năng tự điều chỉnh quá trình chuyển hóa bằng cách điều khiển hoạt tính của enzyme thông qua chất hoạt hóa hoặc ức chế. Một dạng điều hòa là ức chế ngược, trong đó các sản phẩm của con đường chuyển hóa làm bất hoạt enzyme xúc tác cho phản ứng ở đầu con đường chuyển hóa. Sự thiếu hụt enzyme trong cơ thể người là rất nguy hiểm, vì mọi hoạt động trong cơ thể đều phụ thuộc vào sự tham gia của enzyme. Thiếu hụt enzyme có thể gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe, ví dụ như giảm khả năng phân giải thực phẩm thành các chất đơn axit amin và chất béo cần thiết để cung cấp năng lượng cho cơ thể, dẫn đến mệt mỏi và sự thiếu sức sống. Ví dụ sau đây sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về vai trò của enzyme. Khi bạn ăn một bát phở bò vào buổi sáng, miếng thịt bò sẽ được phân hủy trong dạ dày chỉ trong khoảng 30 phút, trong khi miếng thịt bò đó để bên ngoài trong điều kiện bình thường sẽ mất khoảng 3 tháng để phân hủy. Điều này là nhờ sự tồn tại của một loại enzyme gọi là protease. Nó làm chất xúc tác để tăng tốc độ phân hủy protein lên hàng triệu lần, biến nó thành năng lượng cung cấp cho hoạt động của cơ thể kịp thời một nghiên cứu được công bố trên chuyên sàn Medical Hypothesis từ năm 2000 bởi các nhà khoa học Hà Lan cho thấy sự thiếu hụt enzyme có thể gây ra triệu chứng mệt mỏi kinh niên và đề nghị xét nghiệm và chẩn đoán sự thiếu hụt enzyme đối với những người mắc chứng mệt mỏi kinh niên. Ngoài triệu chứng mệt mỏi kinh niên, sự thiếu hụt enzyme còn có thể gây ra những hệ lụy khác cho sức khỏe, bao gồm trào ngược dạ dày thực quản, khó tiêu, đầy hơi, tá bón, nhức đầu, rối loạn ruột, sơ vữa động mạch, cholesterol cao, suy yếu cơ và nguy cơ suy giảm chức năng của các cơ quan trong cơ thể. Enzyme tham gia vào các hoạt động thiết yếu để duy trì sự sống như thế nào? Quá trình tổng hợp. Enzyme được sản sinh trong các tế bào và giúp cơ thể tổng hợp và sử dụng năng lượng. Năng lượng này đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động như hít thở, suy nghĩ và di chuyển. Quá trình phân giải. Hệ tiêu hóa phụ thuộc vào sự phối hợp của nhiều cơ quan khác nhau. Các cơ quan này chuyển thức ăn và nước uống thành các chất đơn giản như protein, tinh bột, chất béo và các vitamin. Quá trình này yêu cầu sự tham gia của enzyme. Vai trò vận chuyển chất. Enzyme đóng vai trò trong phân cắt thức ăn thành các phân tử nhỏ dễ hấp thụ. Mỗi loại enzyme có tác dụng chuyển hóa từng chất hóa học trong thức ăn như đường bột, glucid, chất đạm, protein và chất béo, lipid. Các enzyme tiêu hóa từ tuyến nước bọt, gan, tụy và dịch ruột đóng vai trò quan trọng trong quá trình này. Vai trò đào thải độc tố Enzyme giúp chuyển hóa các độc tố thành các phân tử dễ thải trừ. Những độc tố thường tan trong mỡ và có khả năng xâm nhập vào tế bào và tồn động trong cơ thể. Enzyme giúp chuyển hóa chúng thành các phân tử dễ tan trong nước và dễ thải trừ qua nước tiểu, phân, giúp quá trình đào thải độc tố diễn ra dễ dàng hơn. Cung cấp năng lượng Enzyme đóng vai trò tối quan trọng trong cung cấp năng lượng cho cơ thể nếu thiếu enzyme, những phản ứng yêu cầu năng lượng sẽ không thể xảy ra. Enzyme hoạt động như chất xúc tác, tăng tốc độ các phản ứng diễn ra. Chúng cũng cho phép điều chỉnh các con đường chuyển hóa để đáp ứng với thay đổi môi trường trong tế bào hoặc tín hiệu từ các tế bào khác. Enzyme trong hệ tiêu hóa của người hoạt động như thế nào? Enzyme trong hệ tiêu hóa của người chịu trách nhiệm thực hiện nhiều quá trình quan trọng trong việc phân giải và tiêu hóa thức ăn. Trong cơ thể người và động vật có 5 loại enzyme chính tham gia vào quá trình tiêu hóa, bao gồm protease, lipase, amylase, cellulase và lactase. Protease là một nhóm enzyme phân giải các liên kết peptide trong protein. Chúng có khả năng phân hủy các chuỗi protein thành các đơn vị nhỏ hơn như polypeptide, peptide và amino acid. Protease chủ yếu được tìm thấy trong dạ dày và ruột non. Một số ví dụ về protease là pepsin và trypsin. Vitamin B6 và kẽm đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của nhiều loại protease. Lipase là enzyme tham gia vào quá trình phân giải chất béo thành axit béo và glycerol. Chúng thường tồn tại trong dạ dày và ruột non. Lipase giúp hủy hoại màng lipid của tế bào vi khuẩn và virus. Vitamin A và vitamin E là các yếu tố quan trọng để duy trì hoạt động hiệu quả của lipase. FM ứng dụng sách nói chất lượng cao, kho sách nói lớn nhất Việt Nam, từ các tác giả sách bán chạy nhất, cùng nhiều thể loại nội dung khác, podcast, sách tóm tắt, truyện thiếu nhi, thiền và ngủ. Chi theo các hạng mục dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà. Hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ. Điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân. Tải xuống để nghe không cần mạng chế độ lái xe, thao tác đơn giản và an toàn. Gần 20.000 người đã sử dụng và hài lòng, còn bạn thì sao? Tải ứng dụng Voi FM trên App Store hoặc Google Play để được nghe thử miễn phí ngay hôm nay. Voi FM, lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi.